vangoc.vn trang web mua bán vàng ngọc lớn nhất Việt Nam. Hãy truy cập ngay vangoc.vn, bấm vào dấu ba gạch để đăng nhập nạp. Ok anh em ơi, thì hiện tại thì dòng vô cực nó đã xuất hiện rồi. Đó, thì hiện tại thì mình đã on hai link, đó là link Vi Minh và link Spider 3 để có thể nhận những cái phần thưởng. Ok, hiện tại thì đang 9 giờ ngày 28 tháng 9 nhá. À, ok, bây giờ mình sẽ bấm vào đâu nhỉ? À, ok. Thì hiện tại thì nó có những cái phần thưởng như này, đó là mình sẽ đọc cho anh em nghe, đó là dòng vô cực sẽ dòng vô cực ban điều ước cho một toàn bộ người dân của vũ trụ đều là chỉ có tác dụng những người đang online. Ok, đây 100 ngọc và 1 trí tuệ, thì hiện tại 100 ngọc đang giữ là 98%. Mình sẽ bấm 100 ngọc nha. Đấy, nói chung là ngọc thì mình khá là thích. Ok, và xin chào mấy bạn đã chào lại mình nha. Ok, thì hiện tại cũng gọi là cũng sắp đến thời gian rồi các bạn ơi. Hiện tại là 9:27 nha. Đây. Đây, hiện tại là 9:27. Đó. Thì cũng sắp đến thời gian nhận thưởng rồi, thì mình sẽ cố gắng mình ấy, thì hiện tại thì mình đang dùng 3 lick nha các bạn nhá. Đó, mình sử dụng 3 lick để mình có thể nhận ngọc, không biết là có nhận được hết không thì mình sẽ giải đáp cho các bạn luôn. Tí nữa xem có nhận được không thì mình sẽ cho các bạn xem luôn, để cho các bạn đỡ phải gọi là thắc mắc cái lý do mà on nhiều lick không biết có nhận không. Đó, 100 ngọc thì có càng nhiều lick càng tốt nha các bạn nhé. Đấy, cái này các bạn càng nhiều lick thì các bạn nó càng ngon, vì các bạn có thể kiếm được thêm rất là nhiều ngọc. Thì ok, bây giờ mình tiếp tục vào thêm một cái lick nữa. Mình vào thêm rồi. Ok các bạn ơi, hiện tại thì mình đã vào lấy một cái lick gọi là lick phụ rồi. Bây giờ mình xem có nhận được ngọc rồng nha. Hiện tại cũng rất là lag các bạn ạ. Chạy rất là lag. Lick này không chạy ra nhà luôn này. Cô đông quá. Không được chạy ra ngoài luôn các bạn. Lỗi, đây một cái lỗi cực kỳ là nghiêm trọng ấy. Bữa đầu test của game ngọc rồng thì đa số mình toàn thấy lỗi này, thăm lọ thật. Ba lick thì kiểu như bị phun khu rồi hay sao ấy. Đấy. Ok. Rồi. Giờ mình sẽ vào lick này nha. Ok. Giờ mình sẽ sử dụng cao su bay về làng nha. Sử dụng cao su vẫn bay được các bạn ạ. Ơi, lag luôn rồi. Thôi kệ đi, không quan tâm đến nữa. Hên là mình vẫn còn ba này. Nói chung con dòng vô cực này thì các bạn nó thấy đẹp ở cái điểm nào nhỉ? Cho mình đầu tiên nhìn cái mặt nó thì nhìn nó kiểu như con rắn ấy các bạn. Kiểu như con rắn, khá là chất đấy. Nhìn ngoài 100 ngọc kìa bạn ơi. Ngon. Wow. Mình lại nhận được 100 ngọc rồi. Ngon. Có cái click phụ này mới có nhận được 100 ngọc không? Bây giờ mình sẽ tắt tình vào lại nhá. Ngon quá các bạn ơi. 100 ngọc rồi. Đây. Nè. Ôi, cũng được luôn này các bạn ơi. Cũng được 100 ngọc luôn. Mà nhắng bông phê đấy. Ok. Cũng được nha. Không cần đứng làm mà các bạn cứ online là các bạn cứ đi đâu kệ đi, vẫn được nhá. Đây ok, rất là phê rồi. Ok, thì nói chung là clip mình thì cũng dừng lại tại đây thôi. Thì cảm ơn các bạn đã xem clip của mình nha. Bye bye. We'll be right back.